Chào các bạn. Hiện tại bây giờ là 17 giờ 20 phút. Thứ tư, ngày mùng 3 tháng 6. Tức là ngày 12 tháng 4 nhuận sau. Ba bố con mình ra thăm vườn Thanh Hà. Đồng thời trên đường đi mình cũng quay một số vườn của anh em, xem vườn Thanh Hà, một số vườn vải thiều của mọi người như nào. À, vải u hồng với các vải sớm nhà mình đã bán hết các bạn ạ. Đóng lại trong thời gian mình bán là rẻ, nhưng mới soi bây giờ trên dưới 10.000 là vải mình lúc ấy bán đắt. Chào các bạn nhé. Đây là bưởi nhà mình khá bướng đường, còn vải sớm mình đã hái xong. Đây vải Thanh Hà đấy các bạn, vải Thanh Hà rất đỏ đẹp rồi, đã chín rồi, vải này bán được rồi. Đây một số Thanh Hà của bà con anh em đây, đã đỏ các bạn ạ. Đây, những quả vải đã đỏ rồi, còn đều lắm. Còn vải thiều bên kia đã bắt đầu đỏ cuống. Vải thiều ở trường nhà mình đã bán được rồi, ngon lắm các bạn ạ. Đây, vải thiều đã đỏ rồi các bạn. Tuy nhiên vườn không được đắc đắc. Thì vấn đề làm vải thì có một kinh nghiệm như sau các bạn ạ. Nhanh tí thôi. Vải, ví dụ vải sớm, chúng ta nên bán sớm. Ví dụ như u hồng, các loại u thì chúng ta bán làm sao sớm một chút được giá hơn. Khi vải u đã đến thời gian mà vải Thanh Hà ra thì chắc chắn giá sẽ rẻ hơn, bởi vì bà con nhân dân tập trung lấy nhiều Thanh Hà. Còn đến cái giai đoạn mà vải thiều đang chín rộ mà Thanh Hà sắp hết thì vải Thanh Hà lại rẻ, cho nên chúng ta cố làm sao bán thời gian chính vụ trở lại, đừng nên bán thời gian cuối vụ, nó sẽ không tốt cho mùa vụ cho lắm. Thì một số anh em bộ đội đang tập thể dục. Còn cái dựng của bạn, dựng cái bố quá. Đây một số u hồng của bà con vẫn còn các bạn nhé. Đây, cũng có u hồng đây. Hiện tại vườn này đang bán. Mình đã chuẩn bị ra đến cái vườn Thanh Hà nhà mình rồi. Khu này ngày xưa là cánh đồng các bạn ạ. Cánh đồng này chỉ rộng sau cánh đồng biển mà thôi. Đây một số vườn Thanh Hà đây. Vườn Thanh Hà cũng đã khá đỏ, nhưng vườn này không được đều cho lắm. Ở trên này theo quan sát của mình, u hồng vẫn còn. Đây một số u hồng anh em chưa hết, chưa bẻ hết đây. Và xuân. Và vải Thanh Hà hái được rồi, nhưng mà mình đây đã có bán đâu. Bây giờ không có bán mà. À, mình chưa có bán chị ạ. Quanh mình ấy, em đi làm. Bây giờ em đang nghỉ này. Từ thứ 6 giờ rưỡi em đi trường, bây giờ 5 rưỡi mới được, gần 5 rưỡi mới về. Làm sao mà đi bán được? Phải quanh xã mình có bán em mới bán được. Anh như vừa chia sẻ với các bạn. Bây giờ cân ở ngay chỗ cơ khí đây mà. Vâng, cân cơ khí chị U Hồng chỗ nhà Hà Dược, cân U Hồng. Mình phun được hơn 20 ngày rồi con ạ. Vâng. Đây là u hồng đây bà, của bà con đây. Vậy vườn hiện tại này, u hồng vườn này khá sai khá đẹp. Đây vườn này to lắm các bạn ạ. Đây u hồng khá to khá đẹp nhá. Vườn rất đẹp nhưng hiện tại bây giờ chưa bẻ. Thì năm nay về vải sớm thì ở dưới, khu dưới thị trấn Trũ và trên thì có bán, có nhiều điểm cân. Hiện tại mình vừa nói chuyện các bá, chỉ duy nhất một điểm cân đó là ngay ngã ba cơ khí thuộc nghĩa hồ cũ. Bây giờ nó thuộc thị trấn Trũ. Còn vải Thanh Hà cũng vậy. Chủ yếu vẫn có ở trên khu Đồng Cốc, Phi Điền và trên gọi là Lim. Giáp Sơn thì nhiều, còn dưới mình thì chưa có. Mình thăm cái vườn mình như thế nào. Các đặc điểm của ngành giáo dục của mình rất hay các bạn ạ. Đặc biệt ở Lục Ngạn đến mùa hoa quả, nhất là quả vải thì chúng ta được nghỉ, được bọn mình được nghỉ. Nhưng tuy nhiên năm nay do vấn đề Covid mình đã nghỉ hè một nghỉ xuân mất rồi. Hè bây giờ mình vẫn phải làm, mọi khi thì sau 31 tháng 5 là được nghỉ. Nhưng hiện tại hôm nay mùng 3 tháng 6 mình vẫn phải làm. Vậy trong thời gian này mình bán vải như nào thật là khó khăn đây. Bây giờ mình quan sát vải mình xem chín chưa. Qua chia sẻ các bạn thì giá vải mấy hôm nay Thanh Hà đang lên. Không được đẹp lắm các bạn ạ. Cũng chưa chín kỹ lắm đâu.
đặc biệt những cây sáp dưới đất này xem nào đây. Như tuần sau mình bán, ôi rồi vẫn cái chùm nọ mình xem đây. Nó bị áp xuống đất, nó đẹn một lá, nó bị thối, thối lá, bẩn quá, không chống lên được. Đây các bạn nhìn này, mình không làm được các bạn ạ. Còn những chùm ở trên như thế nào đây? Hơi bị cháy thuốc, do đợt mình phun thuốc của ông bác nhà mình. Phải bác ấy phun thừa thuốc vào mình phun. Như theo giá cả hôm nay, có điểm cân mình xem một số kênh chia sẻ của các bạn thì từ đến 32, trên dưới 20 đến 3, 233. Thì vải này chắc trên 20.000 rồi. Thế là ổn rồi các bạn ạ. Mình chỉ cần 20.000 là mình bán hết cả vườn đấy. Vải đỏ rồi, chín đỏ rồi. Vải để bán được rồi đấy. Đâu mình tham bao quát cái vườn nhà mình. Đây mình vẫn để cỏ nha các bạn nhé. Và trời mấy hôm nay rất nắng nóng. Mình nghĩ thời tiết nắng nóng này là nhiều vải Thanh Hà này có thể khô. Đây. Vải mình không cháy, không khô các bạn nhé. Không cháy, không khô. Thì hôm nay u hồng thì mình xem chia sẻ của một số bạn thì từ mười mấy trở lên. Hình như có trên dưới 10.000 thôi. 15, 16, 17 là đắt lắm rồi. Còn hầu như 11, 12, 13 là đa số. Còn vải Thanh Hà thì có điểm cân đến 33. Ui, quả đã bị thối rồi. Thơm quá. Vườn Thanh Hà này năm nay mình phun 4 lần thuốc sâu các bạn nhé. 4 lần thuốc sâu bệnh phân bón lá. Mình phun 2 lần là nhiều, khoảng 200 lít. Hoặc trên 100 lít, một lần mình phun khoảng 200 lít. Mình pha cái thùng mà hôm mình có làm video đấy. Còn lần sau mình phun ít hơn, chỉ là đợt bị cháy hơi chút chút đây. Là mình phun của bác mình, bác phun vải thiều. Xong bác thừa thuốc, bác gọi mình lấy phun. Đây, mà nó được như này. Vẫn thối các bạn ạ, bán được rồi. Thôi tuần sau các mình bán thôi. Khá sai các bạn nhé, các bạn nhìn đây. Đây, cho lên chụp cho đẹp. Quay cho đẹp. Cây bé tí cũng có. Các bạn nhìn cây vải này. Nó gục hết xuống hai bên rồi. Dạo trước mình có làm video chia sẻ về vải nhà mình. Thì các bạn chia sẻ là vải không khoanh sẽ không có quả, hoặc quả không sai. Còn đây, vải mình không khoanh đây các bạn. Các bạn thấy như nào? Không được đẹp, hơi bị cháy một chút. Nguyên nhân thì mình đã chia sẻ. Nhưng như thế là quá đẹp. Quả cũng khá to, không nên nỗi xấu. Quả đây. Thì phần trước mình chia sẻ về video, mình không nhớ đặt tên video gì. Trước khi mình vừa đi làm về, mình quay ngay, không sợ trời tối, cho nên mình không xem lại video tên là gì. Hình như video là hiểu rõ bản chất làm việc có hiệu quả. Có bạn chia sẻ mình là bây giờ dùng phân hữu cơ. Đúng rồi các bạn ạ. Nếu chúng ta có phân hữu cơ thì bón quá lý tưởng. Ui vải này bán được các bạn ạ. Chắc mình sắp xếp bán rồi. Nếu quanh mình mà có bán thì mình bán đấy. Nhưng quanh thị trấn chưa có điểm mua Thanh Hà. Khổ quá các bạn ạ. Lại nghề đi làm giáo dục. Sáng từ 6 rưỡi chuẩn bị đi. Trưa đến 11 rưỡi mới về. Vừa rồi đi bây giờ mới về nhà. Kịp quần áo chưa thay đấy các bạn nhìn đây. Mình chưa thay quần áo. Mặc cả quần áo này. Nếu về nhà không có cái hình dáng được như này. Tuy nhiên mình mặc có một cái mâu thuẫn. Ở trên mặc thế nhưng dưới phải mặc quần này. Bởi vì không mặc như này thì cái cỏ gì nhỉ, các bạn nhìn buồn cười đúng không? Bên trong mình mặc quần áo vẫn là quần áo đi làm, đi chợ công sở, còn ngoài mặc áo này, cái quần này để cho nó che bớt, không thì cỏ dính vào. Đấy. Mình không về, mình chỉ kịp lau mặt thôi rồi mới ra thăm ngay, không sợ một tí tối mình không kịp. Các bạn nhìn này, những điểm khuất của nó này. Ui cỏ vải này. Ui, đây có quả vải buồn cười quá. Các bạn nhìn tưởng tượng ra gì không? Này. Xài chưa? Trong bóng râm đấy. Đây, chùm nào ra chùm đấy. Cái này ở trong vườn là bị gà nó mổ đấy. Nhưng ngoài này may quá. Thì bạn chia sẻ là vấn đề bón phân hữu cơ đúng rồi.
Nếu có được phân hữu cơ bón thì cực kỳ lý tưởng. Nhưng chúng ta lưu ý bón phân hữu cơ như thế nào? Về các loại phân thuốc thì video trước mình đã nói, hôm nay mình sẽ nói về phân hữu cơ nếu còn thời gian. Thì như chúng ta biết phân hữu cơ là gì? Đó là tự nhiên. Tiện đây mình nói luôn cả phân biệt thế nào là hóa học, thế nào là hữu cơ. Hoặc mình gọi là hữu cơ và vô cơ. Vậy hữu cơ chính là những cái thuộc về tự nhiên. Cái mà tự có từ các loại phân của động vật, rác thải của các loại lá, cây, cỏ, rác, rồi xác động vật, ví dụ như là đầu cam, mắm, vân vân, tóm lại của tự nhiên. Vậy cái phân hữu cơ nó có ưu điểm và nhược điểm là gì? Trước tiên mình nói nhược điểm của nó trước, nó quá sai cho nên không chín kỹ hết. Nhược điểm của nó là phân hữu cơ cây nó, bởi vì trong phân hữu cơ cái lượng khoáng chất của nó ít, ít đạm, đơn, kali, lưu huỳnh, canxi, manje nó ít, cho nên khi chúng ta bón phải bón nhiều. Mình ví dụ phân trâu, một cây vải khoảng 50 cân, chúng ta bón tầm 50 cân phân trâu thì sự lượng phân bón quá nhiều. Đấy là nhược điểm của phân hữu cơ là như vậy. Ưu điểm của hữu cơ thì nhiều rồi. Thứ nhất, nó là có tác dụng cải tạo đất, làm cho tơi xốp đất. Bón phân hữu cơ làm cho đất phì nhiêu, làm cho các loại côn trùng, ví dụ giun, dế phát triển rất mạnh, tạo điều kiện cho cải tạo đất rất là tốt. Các bạn nhìn cái vải mình nhé, sai chịu. Đây mình quay từ dưới lên. Đấy. Vậy mình đã nói qua về nhược điểm và ưu điểm của phân hữu cơ. Nhược điểm là quá nhiều, ưu điểm là cải tạo đốt đất, cải tạo môi trường rất là tốt. Cho nên chúng ta bón được phân hữu cơ thì quá lý tưởng. Cái tiếp theo, phân hữu cơ thì cây ăn chậm. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng như nào hợp lý. Chính như vậy, trong quá trình canh tác làm vườn, chúng ta cần phải bón phân hữu cơ ngay sau khi thu hoạch để cây ăn ngay. Không bón quá muộn. Ví dụ như cây vải mình, khi thu hoạch mình bón 100% phân hữu cơ. Và bởi vì trong phân hữu cơ nó ít khoáng chất cho nên bón phân hữu cơ cây phát triển rất chậm, từ từ. Cho nhiều bạn mà cứ mua phân hữu cơ, chúng ta về bón cây không tốt cho vào phân giả, đấy là không phải đâu các bạn ạ. Bởi vì phân hữu cơ nó rất ít khoáng chất nhưng nó cải tạo môi trường. Cho nên trong quá trình vừa bón phân hữu cơ, chúng ta cần phải bón thêm phân hóa học. Ví dụ sau khi thu hoạch, chúng ta cần phải bón lượng phân hóa học nhiều đạm, chẳng hạn để cây phát triển cái cấu trúc đã. Chín rồi các bạn ạ. Chưa đều. Các bạn nhìn đây. Chín rồi, đẹp rồi. Đây. Các bạn thế này. Mình thấy nhiều anh em chia sẻ là làm vườn, nhưng làm vải này các bạn bón nhiều phân quá, phun nhiều thuốc quá. Rồi cũng có bạn phê phán mình là phun cái HPC ấy là dùng hóa chất. Nhưng các bạn cần nắm được cái HPC nó không phải hóa chất các bạn ạ, nó là cái chất hormone sinh trưởng gồm có ghibergine, gồm có ethylene để ức chế quá trình sinh lọc mà thôi và kích thích quá trình hình thành hoa. Tuy nhiên mình đã dùng có hiệu quả như nào các bạn đã nhìn cái vườn của mình. Còn thuốc sâu mình phun gọi là 4 lần, vợ mình phun 2 lần, mình phun 2 lần. Vợ mình phun thì mình phun hàng nghìn lít thì vợ mình chỉ vác cái bình thuốc sâu phun có và 2-3 bình thôi. Cái này chẳng biết phun bao nhiêu bình đây. Đây, mà được như này thì quá lý tưởng rồi các bạn ạ. Thôi mình đi nhanh nhá. Điện thoại mình năm nay bán trong vườn này chắc mình phải sắm cái điện thoại tương đối thôi. Nghèo khổ quá các bạn ạ, nhiều cái khoải chi. Mình đi nhanh để các bạn xem qua, lướt qua thôi. Hết dung lượng điện thoại mất rồi. Nếu thấy video mình có ích, các bạn đăng ký kênh, ủng hộ cho mình, chia sẻ những phương pháp làm vải của mình. Hôm nay mình chỉ cập nhật vải thôi. Vải đã chín rồi. Sang tuần sau chín tương đối đều là mình bán đồng loạt. Mình đi nhanh nhé, không còn thời gian nữa. Mình đi lướt qua vậy. Khi nào nó dừng thì dừng. Ui, cây bên kia còn gãy cành nhỉ các bạn nhìn kìa. À không phải gãy, quằn hết sang hai bên rồi. Ui, cây này này. Ui, trời ơi.
quản hết sang cái bên. Ui, cây con lại thế. Đẹp quá. Quả đây. Ui, mình so sánh quả này nhé. Này. Ui. Quản hết sang cái bên này. Cái vải để cỏ này không bao giờ thối được nhé. À, không bao giờ khô được các bạn nhé. Ui trời ơi. Phải rút qua cái chỗ này. Ui rồi. Phải gấp 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 hết video mất rồi. Hết dung lượng rồi. Đây này, ui giời, các bạn nhìn này. Chỗ này đi qua nào đây? Cầm đi qua nhá. Ui giời ơi, xen cánh hết vào nhau rồi. Đàn xen hết vào nhau rồi. Ui, cây này các bạn nhìn nhá. Này. Oản hết sang hai bên, giữa không còn vải rồi. Hai bên này. Đấy, không khoanh nhá các bạn nhá. Không khoanh, phun thuốc sâu, ít. Không phun thuốc cỏ. Đấy, vải mình đấy.